Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ lấy những giây phút ban đầu. Ngày trái tim còn biết rung động, khi mới yêu lòng không biết ghét hờn. Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ những sớm mai biết yêu người. Lòng trắng trong và đời biết rung động, không tính toán và không biết lọc lừa. Và một ngày nào em sẽ biết bài học yêu thương còn rất vô cùng. Em sẽ biết yêu qua ngày tháng để con tim vơi đi những nhọc nhằn. Và một ngày nào em sẽ biết những niềm đau còn theo em đến. Con xin lỗi cô. Đi qua. Ủa, Lê Thu, cứ để như vậy hoài mẹ thấy lạnh lẽo lắm con à. Mẹ, mẹ lại suy nghĩ gì nữa đúng không? Cô gái vừa đậu giải quán quân cuộc thi trang điểm vừa rồi, cô ấy không quyết định đi nước ngoài nữa, cho nên mẹ tính... Mẹ tính đưa cô ta về nhà mình? Mẹ tính cho cô ta vô ở phòng vực hả? Mẹ, đêm qua mẹ ngủ ngon không mẹ? Ngon gì mà ngon. Gia Bảo đạp cho suốt đêm, mới sướng như hai đứa con đâu. Được ngủ nướng trong khi má phải xuống làm bữa sáng nè. Thì giờ con giúp mẹ đây. Mẹ cho nước mắm chưa? Gì nữa? Bà Trần Lệ Thu còn ở cái địa chỉ cũ không vậy? Dạ không. Vậy bà ta đi đâu? Có ai biết không? Em chỉ nghe một người dân địa phương kể lại, sau khi bị mất đứa con gái tên là Hồng Xuân, bà ta bị sốc nặng, dẫn đến bị trầm cảm nghiêm trọng. Thôi được rồi, đừng có giận nữa nha. Có gì thì nói với ông xã nè. Mà anh nhớ hồi trước bà xã cũng biết cách lấy lòng mẹ lắm mà, sao giờ kỳ vậy? Cà cánh câu rồi thì phải thôi chứ. À, ý của bà xã là qua cầu rút ván đó hả? Dạ, con thấy có mấy thứ trong tủ lạnh nên con lôi lên nấu. Là con hả? Cô đưa con về đây đâu phải để con làm những chuyện này. Như vậy là cô lợi dụng con đó, cô không thích đâu. Dạ, mấy chuyện này con đều biết làm hết á, cô cứ để cho con làm đi. Thẩm mỹ viện Hồng Xuân á vừa mới tổ chức một cuộc thi trang điểm, mà em nghe nói đâu á người đạt giải nhất là một cô gái chưa từng có kinh nghiệm. Nhưng mà em thấy ban giám khảo không đồng tình lắm. Còn bà Thu thì biết. Cô muốn con gặp ai vậy ạ? Là một người khá nổi tiếng. Cô ta chính là người đã lôi kéo khách hàng của chúng ta đó. Vậy cô ta phải giỏi lắm. Năng lực thì khoan bàn đến. Chỉ biết một điều, cô ta rất giỏi lôi kéo khách hàng. Một chút nữa khi gặp cô ấy, còn ráng cố gắng mà học hỏi. Đó là một người điều hành thẩm mỹ viện Ngọc Nữ, tên là Bảo Lan, mà trong giới thường gọi Helen. Cô nói cái gì? Là Bảo Lan hả? Con quen cô ấy à? Hay là con cảm thấy quá bất ngờ vì hôm nay được gặp người nổi tiếng? Nè, cô ta mới vừa kết hôn thôi, và hôm nay đến đây có chồng đi theo. Dạ thưa cô, con xin phép cô. Chào bà Thu. Xin chào. Chào anh. Chào. Giới thiệu với bà, đây là ông xã của tôi. Rất hân hạnh. Tôi là Gia Quyên. Xin mời. Phải nói cậu cưới được một cô vợ vừa đẹp lại vừa giỏi, quả là hạnh phúc lắm. Rất hiền rồi. Xin hỏi
Cậu làm nghề? Tôi là giám đốc điều hành công ty Hoàng Phát. Hả? Hoàng Phát? Quán cơm của bà đâu rồi? Chẳng lẽ vừa mới giật được giải đã tới trễ rồi sao? Tôi thấy như vậy là không hay rồi. Cô ấy có công chuyện ra ngoài một chút. Được rồi, để tôi gọi. Thôi khỏi. Loại người này ngay cả phép lịch sự tối thì cũng không có. Gọi cũng như không thôi mà. Quên đi bạn. À, xin mời bạn. Chúc mừng tân hôn. Lo lắng quá đi à. Tôi đã dặn rồi, cuối cùng cũng có chuyện mà. Tôi có làm gì đâu, lo cãi từ trước chứ. Anh về rồi hả? Tôi nói là cô phải dọn đi mà. Tại sao cô chưa nói với mẹ tôi nữa? Hả cô Thủy Tiên? Tên cô rồi chứ gì? Tại sao? Tại sao anh lại biết tôi là Thủy Tiên? Tôi nói cho cô biết, tôi còn nghe nói cô tự viết thư tuyệt mình. Vậy mà nói xạo là có người hại cô. Tôi xin lỗi, xin anh hãy giúp tôi, giúp tôi giữ kín chuyện này đi. Tôi chỉ cần ẩn với cái tên Trần Nhật Hạ thôi anh. Không, cô đừng có lợi dụng tên em gái tôi. Tôi sẽ nói hết chuyện này cho mẹ tôi biết. Anh ơi, tôi xin anh, tôi năn nỉ anh đó. Hiểu lầm thôi, tôi không phải vậy đâu anh. Anh tin tôi đi. Mẹ. Nói vậy là sao? Hai đứa quen với nhau từ trước à? Thật ra cô là ai? Sao lại bỏ buổi tiệc đó đi về như vậy? Cô ơi, con xin cô hãy tin con. Con chỉ cần một cái tên của người khác thôi, ngoài ra không có ý đồ gì hết. Cô mạo danh con gái của tôi rồi vào nhà tôi ở. Cô mặc quần áo của nó, còn giả bộ nấu ăn cho tôi. Thật ra mục đích của cô là gì? Không phải vậy đâu cô. Cô thề không phải vậy. Cô đừng nói nữa. Cô có biết nỗi đau của một người mẹ mất con của mình ra sao hay không? Sao lại lừa dối tôi? Cô ơi, bây giờ con phải làm sao để xóa bỏ được hiểu lầm với cô? Bây giờ con mà bị đuổi ra khỏi nhà, con không còn chỗ nào để đi nữa. Cô ơi, con xin cô giúp con đi mà. Con xin cô. Tôi không còn tin cô nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đừng bao giờ. Cô nghe con giải thích là cô trơ trẽn lắm. Cô khỏi đây ngay. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Vì một đứa con gái mà con bắn đứng em của mình như vậy sao? Không phải vậy đâu mẹ. Dù sao á, chuyện này cũng không nên làm ầm ĩ lên như vậy được. Cứ để cho cô ta ra đi trong im lặng được không? Nhưng cô ta không xứng đáng được như vậy. Ở đó ngon quá ha. Ừ. Nhạc cũng hay nữa. Gì? Mưa xe tay mà sao cười te toét vậy? Ờ. Quên. Anh thấy gì cái chuyện này á mà nó gạt gia đình vậy, kỳ lắm á. Trời ơi, bất đắc dĩ thôi mà. Chứ giờ anh muốn làm sao? Dìu em vô đi. Nhìn lên. Ừ. Vô đi. Buông chút xíu. Cẩn thận đó. Sao con? Con xin lỗi mẹ. Con bị sẩy thai rồi ạ.
Trời đất ơi, đứa nhỏ trong bụng mất thiệt là sao? Thì đó, cả nhà mình á thích làm khó Bảo Lan lắm. Giờ hài lòng chưa? Thôi anh đừng nói nữa. Đâu có phải tại ai đâu, là do ý trời mà. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, từ từ thôi. Mà hài lòng chưa? Trời đất ơi, tôi đâu có muốn vậy chứ. Nó té nhẹ hèo mà sao nhảy thai được. Bà đúng là bà mẹ chồng độc ác mà. Ông kỳ quá, công việc ở trong nhà tôi làm hết, bây giờ ông còn nói tôi vậy nữa. Không có ra thể thống gì hết á. Nè, cũng vì hòa khí của gia đình á, cho nên anh mới làm vậy thôi. Tốt mà. Tốt cái gì? Em biết không, từ xưa giờ mẹ anh không bao giờ chịu thua ai hết. Em là người đầu tiên luôn. Dạ vô đi. Dạ mẹ. Mẹ làm ăn mẹ cho nó khỏe nha. Ôi, con không ăn đâu, mẹ để đó đi mẹ. Ăn đi cho nó bổ. Thiệt tình nó bây giờ còn bổ dưỡng cái gì nữa. Từ từ em. Trời ơi, đừng có nhắc nữa. Mẹ xin lỗi, mẹ không có cố ý đâu. Mẹ, con thấy mẹ cũng mệt nhiều rồi. Hay là để con thuê người giúp mẹ được không mẹ? Thôi không cần đâu, người làm sắp lên rồi. Nghỉ dưỡng đi cho khỏe, mẹ làm hết cho nha. Nghỉ đi em, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm mà. Mẹ nghe bây giờ. Cô ơi, cô nghe con nói đi cô ạ. Cô ơi, đừng có... Cô đi đi, đừng làm ồn nữa. Cô ơi, cô... Anh ơi, nghe em nói đi mà. Cô ơi, cô ơi. Nghe con nói nè cô. Cô ơi, mở cửa cho con vô đi cô. Cô ơi, cô. Anh Đồng ơi, anh Đồng. Cô nói cho mẹ nghe, con quen cô ta ra sao? Con tình cờ gặp cô ta ở bãi biển, nơi mà Nhật Hà tự tử. Cái gì? Lúc đó cô ta bị đuối nước rồi ngất xỉu. Con cứ tưởng là Nhật Hà đang chạy tới, rồi cô ta tỉnh dậy cầu xin con giúp đỡ, nên con đưa tới bệnh viện quen. Chuyện chỉ có vậy thôi nhỉ. Sao lại kể chuyện của em gái con cho cô ta nghe chứ? Cái này do con say quá nên con nói ra thôi. Nhưng mà mẹ, có nhiều sự trùng hợp đó, nên con mới giúp cô ta. Ban đầu nhìn ánh mắt của ta, mẹ thấy rất thật thà. Không nghĩ là cô ta lừa dối mẹ đến mức này. Đúng là cái tên Nhật Hạ, nó đã làm cho mẹ cảm thấy quá siêu lòng. Bác sĩ cố gắng hết sức rồi, nhưng mà đứa bé thì không giữ được. Cái gì? Không giữ được? Không thể nào! Không thể nào! Tôi vẫn còn sống, tại sao con tôi chết được chứ? Hả? Không thể nào như vậy được! Không phải đâu! Không phải đâu mà! Cô này, cô ơi! Anh nói đi!
tôi không còn chỗ nào để đi nữa hết á. Tôi cũng không có tiền để trả tiền viện phí đâu. Anh ơi, tôi xin anh cho tôi sống tạm ở đây đi. Nhất định tôi sẽ trả lại cho anh mà. Anh làm ơn đi anh. Đứa bé trong bụng như vậy, tại sao cô ta lại tự tử? Càng ngày lại càng khó hiểu. Sao cô ta lại không lấy tên thiệt của mình? Thậm chí mẹ cho đi du học, cô ta nhất định từ chối. Cô ta có tài mà. Chắc là có chuyện gì khó nói đây. Con đi làm đây. Vô đi. Đây là bài dự toán công trình. Anh duyệt giùm tôi. Ừ. Để đi, khi nào tôi rảnh tôi coi. Tôi duyệt cho. Tôi xin phép. À, chân mật với vợ mới vui không? Cảm ơn đã quan tâm nha. Khoan, cái này nè, anh cầm về đi. Để đây chật chỗ lắm, giờ tôi đâu rảnh đâu coi. Chiều chiều quá cầm qua của tôi coi nha. Sao? Cô uống sữa đi. Sao lại lấy tên là Nhật Hà? Nếu không nói, cô sẽ phải rời khỏi đây ngay. Con sẽ kể cho cô nghe hết. Nhưng phải là nói thật. Con tên là Nguyễn Thủy Tiên. Chồng con là Hoàng Gia Quy. Người mà ngày hôm qua cô mời đi ăn ở nhà hàng đó. Cô nói sao? Hoàng Gia Quy chính là chồng cô à? Dạ phải. Chính người đó đã ngoại tình với bạn thân của cô.
cũng chính người đó đã hại con và rớt xuống biển, khiến cho đứa con của con phải mất đi. Nên dù có chết, con cũng phải trả được mối thù này. Có phải Gia Quy chính là giám đốc của công ty Hoàng Phát không? Dạ phải. Và Bảo Lan chính là bạn thân của cô à? Chuyện là sao? Gia Quy vì muốn lấy Bảo Lan đã ép con phải phá thai. Con không chịu. Hai người cãi nhau. Kết quả con rớt xuống biển. Lúc đó con đã cầu xin hắn cứu con, nhưng hắn không cứu. Kết quả đứa con của con phải ra đi mãi mãi. Thiệt là tàn nhẫn mà. Sao lại không tố cáo? Sao khờ vậy? Chuyện gì con cũng có thể tha thứ được, nhưng làm chết đứa con của con không tha thứ được đâu. Nên con mới phải sống lén lút để mà trả thù. Nhưng nếu cô làm vậy, cha mẹ cô sẽ là người đau khổ nhất. Có hiểu không? Con mà về nhà lúc này với kết cục bi thảm như vậy thì chỉ làm cho ba mẹ thêm đau khổ thôi. Nên con phải bắt những người đã hại con phải chịu sự trừng phạt, rồi mới ngẩng cao đầu về nhà được. Thật là tội nghiệp cho cô. Thôi, đừng khóc nữa. Vì con mà cha nó phải ra nông nỗi này. Thôi, đừng khóc nữa con. Cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa. Thu à, cha có chuyện này muốn nói với con. Cha đã cho người đi tìm hiểu và biết được Hồng Xuân, con gái của con, nó đã chết rồi. Người cha tồi tệ thì không thể nào chăm sóc được con gái của mình tử tế đâu con. Cha nói sao? Hồng Xuân, Hồng Xuân của con. Lệ Thu, cha muốn con luôn nhớ lấy điều này để làm động lực sống cho mình, và phải cố gắng giành lại hết tất cả những gì của mình. Nghe con. Cha. Cảnh ngộ này của cô ta sao lại giống mình ngày xưa quá. Ông Vũ đã hại chết đứa con của mình, giờ đến con trai của ông ta. Các người nhất định sẽ phải gặp quả báo. Ông, nhà mình rất là lạ. Hết con Thủy Tiên bị sảy thai, tới con Bảo Lan bị sảy thai. Tôi không biết cái nhà này có phong thủy gì kỳ không á. Ủa, Gia Bảo, sao giờ này con chưa ngủ? Con lo cho mẹ. Qua đây chơi với bà. Đừng có lo gì hết, mẹ con bệnh mấy bữa là khỏe thôi à. Giờ em bé dạ của bà không
còn không biết ông Ngợi có đuổi con đi không. Cái gì? Cô nói cái gì? Em nói giả là sao? Nè, cho bà qua đây ngồi, kể cho ông Nội nghe coi. Dạ, có em bé giả, ông Ngợi mới cho mẹ với lại ba lấy nhau. Cái gì? Con Bảo Lan mang bầu giả? Bảo, ai nói cho con nghe? Dạ, hồi lúc ba mẹ nói với nhau vậy đó. Lên phòng Nội ngủ trước đi. Dạ. Gạt cả nhà. Hai đứa quá đáng. Để tôi lên phòng tôi nói chuyện với nó. Bố mẹ. Mẹ. Sao vô phòng con không có cửa gì hết vậy? Đi đâu nữa hả? Tại con thấy hơi sốt nên anh Huy đưa con đến bác sĩ ạ. Không mang thai mà nói mang thai. Hôm nay còn sốt nữa. Giỡn mặt hả? Con. Mẹ ơi con. Bố lên. Có sao mẹ? Sao mẹ đánh Bảo Lan vậy? Dám lấy cái bầu giả ra mà giờ mà lừa cả nhà. Bắt mẹ chồng hầu hạ con, vui vui lắm hả? Con làm dấu cái kiểu gì hả? Mẹ nghe con nói nè. Con im mồm đi, mẹ giải quyết con xong. Con này nè, lừa dối cả nhà, dọn đồ, đi ngay đi. Mẹ. Mẹ nghe con nói nè mẹ. Mẹ. Tôi không có giống Thủy Tiên đâu nha. Tôi sẽ bắt từng người một trong cái gia đình này phải nghe lời tôi. Alo. Alo. Chị Phương hả? Dạ chị Thu hả? Chị gọi tôi có chuyện gì không ạ? À, tôi muốn hỏi thăm chị. Có phải hôm trước chị nói với tôi con gái của chị là con dâu của ông Vũ? Dạ đúng rồi. Chị nói là con gái chị đã chết rồi. Dạ. À, tôi chỉ muốn nói một điều. Tôi cũng có người bạn, cũng có đứa con gái được tin là chết rồi, nhưng một thời gian sau nó lại quay trở về đó chị ạ. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Thực ra lúc đầu tôi cũng luôn linh cảm là nó còn sống, nó sẽ quay về, nên đêm ngủ tôi không có dám đóng cửa, sợ nó về mà. Nhưng mà từ khi nhận được thư tuyệt mệnh của nó, tôi không dám hy vọng nữa. Là thư tuyệt mệnh viết gì vậy hả chị? Người ta tìm được thư tuyệt mệnh của nó trên bãi biển. Nó nói xin lỗi mẹ. Có cả chiếc nhẫn của nó nữa chị. Vậy cũng chưa chắc đâu. Thôi còn sống, Thủy Tiên nó khổ lắm. Bây giờ nếu nó còn sống mà quay về, nó biết chồng nó lấy con bồ đó, thì nó cũng tức mà chết mất thôi. Thôi chị cũng đừng có buồn nữa. Trong cuộc sống mà chị, mình phải nuôi hy vọng. Biết đâu mà ngày nào đó có một phép lạ gì đó xảy ra thì sao. Cảm ơn chị. Thôi chào chị nha. Ông chủ, rồi đây tôi sẽ bắt ông phải trả giá. Chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi. Cô có muốn uống thêm cà phê không? Ai bắt con phải làm như vậy chứ? Có ai bắt con gái của mình làm chuyện này đâu. Nè, từ bây giờ phải gọi bằng mẹ, xưng con, hiểu chưa? Dạ, thưa cô. Cô cái gì? Mẹ. Dạ, mẹ. À, cà phê gì đấy? Nè, con phải hiểu, mẹ không bao giờ uống cà phê pha sẵn. Làm cho mẹ ly khác đi. Nhưng phải nhớ, mẹ uống cà phê không đường. Dạ, con xin lỗi, để con pha lại. Xin lỗi cái gì? Nhật Hạ nó chẳng bao giờ sợ ai hết. Nè, con á,
phải thay đổi phong cách của mình đi. Và tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần. Đừng có mong là mẹ sẽ dễ dãi. Dạ, con biết rồi. Con sẽ quên đi thân phận Thủy Tiên. Cái gì Thủy Tiên nữa? Con phải nhớ, Nguyễn Thủy Tiên đã chết rồi, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hiểu chưa? Dạ, con xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Con suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Mẹ chưa từng thấy ai xin lỗi mà lại thành công bao giờ hết. Con hiểu chưa? Thôi, con chuẩn bị đi làm đi. Dạ, con đi làm. Ừ. Khoan đã. Dạ. Mẹ đã nạp tiền trong thẻ này rồi. Còn cần thì cứ rút lấy mà xài. Trang phục của con cũng cần thay đổi một chút. Mẹ ơi, nhưng mà hôm bữa mẹ mua cho con nhiều lắm rồi. Nhưng mẹ muốn con phải ăn mặc sang trọng hơn nữa. Con hiểu chưa? Vậy con cũng cần phải mua sắm điện thoại để tiện liên lạc nữa chứ. Cầm lấy. Chị Phương hả? Chị à, sáng sớm chị đến đây tìm tôi có chuyện gì không? Tôi có làm mấy cái bánh đem qua mời chị ăn lấy thảo. Trời đất. Chị à, hôm nay nhà tôi có khách. Với sau này đó, chị đừng đến đây tìm tôi như vậy nữa. Nếu có chuyện gì, chị cứ cần gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Tại vì lần trước chị có dặn tôi là đừng có qua Mỹ Viện, cho nên hôm nay tôi mới tới đây. Thôi bây giờ tôi làm bánh rồi, chị cứ dùng đi, coi chị có thích không. Cảm ơn chị. Thôi tôi về. Dạ. Tôi xin lỗi, con gái chị đang ở đây mà chị lại không gặp được. Bây giờ tôi đã trở thành mẹ của nó. Tôi hứa là sẽ chăm sóc cho nó thiệt tốt trước khi nó trở về với chị. Thay cái khác đi con. Cái khác. Bây giờ thì đỡ hơn rồi đó. Vì mặt con không giống Trần Nhật Hạ, cho nên con phải tạo phong cách và thói quen thật là giống Trần Nhật Hạ. Thì như vậy mọi người mới tin vào con được. Với lại Nhật Hạ rất thích bơi lội và đánh tennis. Con sẽ phải học hai môn đó. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, việc đầu tiên là con sẽ học bơi. Dạ. Học bơi hả mẹ? Ừ. Nhưng mà con sợ nước lắm. Nhất là lần bị té dưới biển, con còn sợ hơn nữa. Bởi vậy cho nên con phải học. Con không thoát nổi sợ hãi trước kia thì làm sao mà con có thể trở thành Trần Nhật Hạ được. Nếu như cái chết mình không sợ thì sẽ không có chuyện gì làm cho mình sợ hết con à. Con phải trở thành Trần Nhật Hạ thì mới có thể trả thù được, nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Con sẽ cố gắng thử. Không phải thử, mà phải làm cho thật tốt. Mẹ không chấp nhận nhìn thấy con thất bại. Con hiểu chưa? Dạ con hiểu mẹ. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ đưa cho con những hình ảnh và tư liệu về Trần Nhật Hạ. Và con phải nghiên cứu làm sao cho thật giống. Con làm được không? Dạ con làm được. Tốt lắm, cứ như vậy nha con. Dạ. Thank you.
Chị Helen bên ngoài có khách muốn gặp chị. Đến gì mà sớm vậy? Rồi, em đi ra ngoài đi. Dạ. Dạ, anh ngồi đây đợi chị một lát, chị sẽ ra ngay ạ. Ủa, anh tới đây làm gì vậy? Có chuyện. Ôi, có chuyện gì thì nói qua điện thoại được rồi. Tôi đã nói với anh rồi, tôi là gái đã có chồng, nha. Anh tới đây anh gặp tôi á, người ta dèm pha không có hay. Cô cũng đoan trang dữ vậy sao? Nếu như mà sợ người khác dèm pha thì đừng có giật chồng người khác làm cái gì cả. Nè, đừng có tới đây để dạy đời tôi nha. Chỗ này là chỗ làm việc ha, anh đi về đi. Tôi chẳng có thời gian để mà nói nhảm với cô. Tôi ở đây thay ba tôi tuyên chuyển lời với cô. Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ cô đó. Bình thường á thì chuyện này á gia đình tôi lo, nhưng mà kể từ đây về sau tôi sẽ không làm nữa. Có biết tại sao không? Nè, làm gì phải kể công dữ vậy hả? Dù sao thì ba mẹ của anh cũng đã lấy số tiền bảo hiểm tai nạn của ba mẹ tôi rồi mà. Cái gì? Bảo hiểm tai nạn là cái gì? Cô nói gì vậy? Anh còn chưa hiểu sao? Cái món nợ đó á, tôi còn chưa tính với gia đình nhà anh đó. Ý cô nói là ba mẹ tôi sử dụng số tiền bảo hiểm tai nạn mà ba mẹ cô để lại sao? Nè, nói chuyện cái này quẹn xíu nha. Không tin á, đi về hỏi ba mẹ anh coi. Nè, cô tưởng á là ba mẹ tôi nuôi cô vì số tiền đó sao hả? Nè, anh Cường, anh làm gì đây? Mẹ, con có chồng rồi sao con còn hẹn hò cái thằng côn đồ này nữa hả? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi ạ. Cái gì? Nè, mày nói cái gì vậy? Thiệt tình là tôi chả muốn lôi thôi bất kỳ người nào trong cái nhà này hết á. Mình, anh Cường, anh Cường, con dám bắt cá hai tay hả? Anh Cường, anh Cường, đợi em với. Cái gì? Có chuyện gì? Anh cho em xin số điện thoại đi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, từ đây tôi với gia đình cô á không có bất kỳ mối quan hệ nào hết á. Ờ, nhưng mà em với Thủy Tiên thân với nhau lắm, lỡ mà em nhớ Thủy Tiên quá em gọi cho anh được không? Nha. Yeah. Nè, nhớ là không có chuyện gì á thì đừng có gọi cho tôi. Mới đem cái bầu giả là lừa cả gia đình, bây giờ còn hẹn hò với trai nữa. Mẹ ơi, mẹ để con giải thích ạ. Cái gì? Mẹ để con giải thích được không mẹ? Khỏi. Mẹ ơi, khỏi đi. Tuyết Hoa, đi về. Đi mẹ về ơi. Mẹ khùng. Rốt cuộc anh có âm mưu gì hả? Anh làm cho mẹ chồng tôi hiểu lầm tôi rồi kìa. Nè, cô la lối cái gì? Tôi đâu phải bồ của đâu. Lấy cái tư cách gì cô la tôi? Em à,
Dạ, chào anh, em đi ạ. Chị ký giúp em cái này. Dạ, cảm ơn. Bỏ hơi tay rồi, vô tắm rửa rồi chiều làm nha. Dạ. Con chào mẹ, con mới về ạ. À, mẹ ơi, lúc nãy con nói chuyện với ông Cường á là chỉ để cãi cọ về cái ngày giỗ của ba mẹ con thôi, chứ không có ý gì hết á. Mẹ đừng nghĩ gì nha mẹ. À, con mới mua mấy bộ đồ mới á, mẹ coi đi mẹ. Đồ đắt tiền lắm hả? Dạ. Màu cũng đẹp lắm đó mẹ. À, còn cái thẻ này con mới làm cho mẹ đó, mẹ cứ xài thoải mái, khi nào mà cần tiền mẹ cứ nói con nạp vô cho mẹ nha. Cảm ơn con nhiều nha. Mẹ lúc nào cũng tốt với con mà. Mẹ dặn nè. Dạ. Về làm dâu nhà này rồi không có đi tầm bậy tầm bạ tầm lum, người ta nhìn vô người ta cười cho chết đó nha. Dạ con biết rồi. À mẹ à, dạo này á anh Huy đang lén phéo với con bé nào đó mẹ. Ủa vậy hả con? Nè con cho mẹ coi, con bé đó nó còn dám gửi hình cho con nữa nè. Này mẹ coi đi. Ôi thằng Quy này, nhà này là vậy đó. Hồi đó con nhớ không, nó ở Diên Tiên, nó lén phén với con, bây giờ con mới được làm dâu nhà này nè. Toàn hàng nhập đó không mẹ. Nhưng mà con ơi, cái màu này chói rồi sao mẹ mặc được? Thì cái áo của mẹ cũng chói nè, như vậy mới tôn da của mẹ chứ. Thì cảm ơn con nghe. Dạ. Mẹ à, học ngoại ngữ ấy thì làm sao học nhanh được? Không sao đâu, em sẽ ôn lại. Còn lái xe, con có biết lái xe hơi không? Con có bằng lái rồi, nhưng lâu quá rồi con không có lái xe. Tình như cơn giông bão, số biết bao kỷ niệm giờ như xa quá. Cho sống yêu về đâu chẳng còn được như lúc ban đầu. Con có chuyện này muốn nói với ba. Đừng có thể gì nói, nói đi. Mà chuyện này ba biết nó quan trọng lắm. Mày lấy vợ hả? Ba cái chuyện gì? Nhưng mà khi con nói xong, mày phải giữ bí mật chứ. Con đã nói chuyện dài đó, thì tiền con đâu có ngang ngược như con. Thưa ba, con không phải là Thủy Tiên. Chẳng lẽ chồng con lăng nhăng, con ở nhà ngồi khóc à? Tôi xử gì đây hả? Được, con nói cho ba biết, con sẽ dạy anh Huy. Và ba đừng bao giờ xem vào chuyện tụi con nữa nha. Những cái gì cứ con là con dâu của mẹ đó hả? Gian dối, anh và em ta dường như chẳng còn. Có thể xưa bây giờ đã héo mòn. Thôi đành thôi ta phải để cho nhau tự do. Giờ sức khỏe của con không tốt, lại công việc cũng nhiều áp lực lắm. Xin em sống tự nhiên á, tung ra thông tin Thủy Tiên làm gì không biết nữa. Đằng này cũng biết đơn luôn, ráng những lời. Sao anh không biết gì bộ? Tôi nói là tôi không có biết gì hơn hết mà. Em giờ đây chẳng cần ai hiểu mình. Khi thời gian đã nhạt phai bóng hình, xin đừng giữ em lại, nhắm mắt em. Người kia là chồng cũ của em đó.